Ngoại hành tinh là những hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời. Năm 1992 đánh dấu ngoại hành tinh đầu tiên được xác nhận. Và kể từ đó đến nay, công cuộc khám phá ngoại hành tinh đang đi đúng hướng và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Tính đến tháng 3 năm 2022, sau 20 năm kể từ khi ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện, đã có hơn 5.000 ngoại hành tinh được xác nhận. Sự phong phú đa dạng của các ngoại hành tinh đã đặt ra câu hỏi về sự sống trên các hành tinh này. Lẽ nào trong 5.000 ngoại hành tinh đã biết không có hành tinh nào giống trái đất, nơi sự sống có thể vươn lên và xanh tốt hay sao? Chuyến xe săn tìm ngoại hành tinh đang tăng tốc và sẽ không dừng lại. Những khám phá mới hy vọng sẽ cải thiện những kiến thức của chúng ta về các thế giới bên ngoài hệ mặt trời và thắp lên hy vọng xuất hiện một sự sống ngoài trái đất. Vậy những thiên thể như thế nào được định nghĩa là một ngoại hành tinh và các nhà khoa học sử dụng những phương pháp nào để phát hiện ra chúng? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Tốt Thú Vị. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Cách đây vài thế kỷ trước, hành tinh ngoài hệ mặt trời chỉ là điều suy đoán. Nhiều nhà thiên văn học dự đoán là một số hành tinh tồn tại như vậy, nhưng không ai biết có bao nhiêu và liệu nó có giống những hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta hay không. Vào năm 1992, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong công cuộc khám phá các hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Khi đó, các nhà thiên văn học đã chính thức xác nhận ngoại hành tinh đầu tiên. Đó không phải là một, mà là hai hành tinh xa xôi quay quanh sao Sum PSR1257-12 thuộc chòm sao Sử nữ. Đến năm 1994, hành tinh thứ ba quay quanh ngôi sao này được khám phá. Cho đến nay, hành tinh PSR1257-12A, tức hành tinh gần sao mẹ nhất trong hệ hành tinh này, vẫn giữ kỷ lục là hành tinh ngoài hệ mặt trời nhỏ bé nhất từng được phát hiện. Nó chỉ có khối lượng bằng một nửa mặt trăng mà thôi. Tên gọi ngoại hành tinh bắt nguồn từ việc Liên minh Thiên văn Quốc tế IAU định nghĩa thuật ngữ hành tinh nhằm ám chỉ các hành tinh trong hệ mặt trời. Do đó, nó không được áp dụng cho các hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Vậy phải gọi những thiên thể bên ngoài ấy là gì? Và người ta đã gọi chúng là ngoại hành tinh, tức hành tinh nằm bên ngoài hệ mặt trời. Vậy một thiên thể như thế nào được coi là một ngoại hành tinh? Đầu tiên là nó phải nằm ngoài phạm vi hệ mặt trời và đáp ứng được các tiêu chí của một hành tinh như trong hệ mặt trời của chúng ta. Nghĩa là thiên thể này quay xung quanh một ngôi sao hay tàn tích sao và nó có khối lượng đủ lớn để có hình cầu hoặc gần cầu do chính lực hấp dẫn của nó gây nên. Khối lượng của nó thấp hơn khối lượng giới hạn để có thể diễn ra phản ứng hợp hạch. Và đương nhiên, nó cũng phải là vật thể nổi trội nhất ở khu vực quỹ đạo của nó, tức lực hấp dẫn đủ mạnh để làm sạch các vật thể nhỏ ở xung quanh. Tuy nhiên, định nghĩa này có thể được thay đổi khi kiến thức về ngoại hành tinh của chúng ta được cải thiện. Gần đây, một số báo cáo ghi nhận những hành tinh lang thang. Chúng là những thiên thể có kích cỡ hành tinh nhưng lại không quay quanh bất cứ ngôi sao nào. Vì thế, chúng không được Hội đồng Thiên văn Quốc tế IAU chấp nhận là hành tinh. Những thiên thể này có thể đã bị đẩy ra khỏi hệ hành tinh của chúng, hoặc có thể chúng được hình thành mà không bị ảnh hưởng hấp dẫn bởi bất cứ ngôi sao nào. Và người ta gọi chúng là hành tinh giả mạo, hành tinh lang thang hay hành tinh mồ côi, vân vân. Quay trở lại với ngoại hành tinh, sau khi ngoại hành tinh đầu tiên được phát hiện, với các dụng cụ khoa học của thập niên 90, việc khám phá các ngoại hành tinh vẫn dậm chân tại chỗ. Phải đến năm 2009, cuộc săn lùng các thế giới bên ngoài không gian mới bắt đầu bùng nổ với sự xuất hiện của kính viễn vọng không gian Kepler. Chiếc kính được đặt tên để vinh danh nhà thiên văn học người Đức Johannes Kepler. Nó được phóng đi vào ngày 7 tháng 3 năm 2009, với thời gian hoạt động dự kiến ban đầu là 3,5 năm.
Nhưng Kepler đã làm được nhiều hơn thế khi nó hoạt động bền bỉ trong hơn 9 năm trước khi cạn kiệt nhiên liệu vào năm 2018. Nó chính thức được NASA cho nghỉ hưu từ ngày 30 tháng 10 năm 2018. Trong thời gian hơn 9 năm làm việc, chiếc kính được coi là thợ săn ngoại hành tinh đã đóng góp 2.700 ngoại hành tinh vào kho dữ liệu của NASA, đưa hiểu biết của nhân loại về ngoại hành tinh lên một tầm cao mới. Và hiện nay, những dữ liệu thu thập từ Kepler vẫn đang cung cấp cho các nhà thiên văn học manh mối để tìm ra các ngoại hành tinh mới. Trước khi Kepler dừng hoạt động, NASA đã kịp có sự thay thế. Đó là sự ra mắt của vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh quá cảnh TESS. Nó được phóng đi vào ngày 18 tháng 4 năm 2018 và chính thức hoạt động vào tháng 7 năm đó. TESS được giao nhiệm vụ khảo sát hơn 200.000 ngôi sao sáng nhất gần mặt trời và tìm kiếm các ngoại hành tinh, bao gồm cả các ngoại hành tinh có sự sống. Ngoài ra, NASA cũng đã bổ sung một loạt các kính viễn vọng không gian đình đám khác như Spitzer, Hubble hay mới đây nhất là James Webb. Với sự có mặt của các kính thiên văn hiện đại, rất nhiều ngoại hành tinh đã được bổ sung vào kho dữ liệu của NASA. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5.011 ngoại hành tinh được xác nhận và một số khác vẫn đang chờ được xác nhận. Để phát hiện ra ngoại hành tinh, các nhà khoa học sẽ sử dụng kính viễn vọng, kính thiên văn để đo độ sáng, lực hấp dẫn hoặc chuyển động của ngôi sao, từ đó tính toán sự hiện diện của các ngoại hành tinh. Dưới đây là 5 phương pháp phổ biến nhất giúp các nhà khoa học tìm kiếm ngoại hành tinh. Thứ nhất, phương pháp vận tốc xuyên tâm. Trong thiên văn học, còn gọi là phương pháp vận tốc tia, đây là phương pháp xác định tương tác hấp dẫn giữa một hành tinh và một ngôi sao. Các bạn hãy tưởng tượng phương pháp này như một trò chơi kéo co, giữa một bên là hành tinh, còn bên còn lại là ngôi sao. Đương nhiên, trong trò chơi kéo co này, ngôi sao sẽ chiến thắng bởi vì trường hấp dẫn khổng lồ của nó rất lớn so với lực hấp dẫn của hành tinh tạo ra. Điều này trả lời cho câu hỏi tại sao các hành tinh quay quanh ngôi sao mà không phải là cách khác. Dù có lực hấp dẫn nhỏ hơn, nhưng hành tinh vẫn gây ra ảnh hưởng đến ngôi sao chủ của nó, làm ngôi sao chao đảo. Các nhà khoa học sẽ đo sự chao đảo của ngôi sao để tính toán và xác định ngoại hành tinh quay quanh. Phương pháp vận tốc xuyên tâm là phương pháp đầu tiên được các nhà khoa học áp dụng thành công trong việc tìm kiếm các ngoại hành tinh, và đây vẫn là phương pháp hiệu quả cho công cuộc tìm kiếm này. Có rất nhiều nhà thiên văn học và kính viễn vọng trên khắp thế giới sử dụng phương pháp này để tìm kiếm các ngoại hành tinh, điển hình như kính thiên văn Keck ở Hawaii và đài thiên văn La Silla ở Chile, v.v. Thứ hai, phương pháp quá cảnh. Như các bạn đã biết, nhật thực là một trong những sự kiện thú vị mà con người thường hay được chứng kiến. Nó xảy ra khi mặt trăng đi qua mặt trời và chặn ánh sáng của mặt trời khi quan sát từ trái đất. Điều này tương tự như cách thức phương pháp quá cảnh tìm kiếm ngoại hành tinh. Khi một hành tinh đi qua trực tiếp giữa ngôi sao chủ và kính viễn vọng quan sát, hành tinh sẽ chặn một phần ánh sáng của ngôi sao đó. Trong một khoảng thời gian ngắn hành tinh đi qua, ngôi sao đó sẽ mờ hơn một chút. Đó là một thay đổi rất nhỏ, nhưng nó đủ để các nhà thiên văn học biết đến sự hiện diện của một ngoại hành tinh. Phương pháp quá cảnh không những để phát hiện hành tinh, mà nó còn cho các thông số về bầu khí quyển cũng như nhiệt độ của hành tinh khi quá cảnh qua ngôi sao. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là phương pháp thành công bậc nhất của các nhà khoa học. Nó đã tìm ra gần 4.000 ngoại hành tinh trong tổng số các hành tinh được xác nhận. Thứ ba, phương pháp chụp ảnh. Như các bạn đã biết, thông thường các ngoại hành tinh ở rất xa trái đất và chúng mờ hơn hàng triệu lần so với ngôi sao chủ của nó. Chính vì vậy, để chụp ảnh được các ngoại hành tinh là một việc rất khó khăn. Một vấn đề lớn mà các nhà khoa học gặp phải trong phương pháp tìm kiếm này là họ phải đối mặt với độ sáng rất lớn của ngôi sao chủ. Nó làm lu mờ đi hình ảnh của các ngoại hành tinh. Sử dụng phương pháp chụp ảnh không khác gì việc bạn tìm một con bọ chét dưới bóng đèn cao áp.
Nhưng dù sao, bằng phương pháp này, các nhà khoa học cũng tìm kiếm được hơn 50 ngoại hành tinh xa xôi. Thứ tư, phương pháp trọng lực vi phân. Đây là phương pháp phân tích ánh sáng từ một ngôi sao xa xôi bị bẻ cong và tập trung bởi trọng lực khi một hành tinh đi qua giữa ngôi sao và kính viễn vọng quan sát từ trái đất. Theo nhà vật lý thiên tài Albert Einstein, các vật thể có khối lượng lớn có thể làm cong kết cấu của không gian. Hiệu ứng này khiến ánh sáng bị biến dạng và thay đổi hướng khi bị ảnh hưởng trọng lực bởi một vật thể lớn như một ngôi sao hay một hành tinh. Do đó, khi sử dụng phương pháp trọng lực vi phân, các nhà khoa học sẽ đo ánh sáng từ một ngôi sao xa xôi hoặc từ một chuẩn tinh. Khi ánh sáng đi qua hệ sao cần tìm kiếm, nó sẽ bị bẻ cong bởi trọng lực của ngôi sao và hành tinh quay quanh nó. Căn cứ vào sự bẻ cong ánh sáng, các nhà khoa học có thể tính toán khá chính xác về hệ hành tinh đó. Với phương pháp này, các nhà khoa học đã tìm ra khoảng 90 ngoại hành tinh xa xôi. Thứ năm, phương pháp chiêm tinh. Đây là một phương pháp dựa trên quỹ đạo của một hành tinh, có thể khiến một ngôi sao chao đảo trong không gian so với các ngôi sao gần đó. Điều này quả thật là đặc biệt đúng không các bạn? Vì như phương pháp vận tốc xuyên tâm, hành tinh sẽ gây ra một ảnh hưởng chao đảo nhỏ đến ngôi sao, mà phương pháp chiêm tinh lại sử dụng so sánh sự chao đảo của ngôi sao chứa hành tinh so với ngôi sao gần đó. Đây có lẽ là một công việc trên lý thuyết rất khó thực hiện trong thực tiễn, bởi vì khoảng cách của các ngôi sao đến bầu trời là rất lớn. Sự chao đảo của ngôi sao được tạo nên bởi một hành tinh là rất nhỏ. Chính vì vậy, nếu đem so sánh hai sự việc này với nhau thì sẽ khó để phát hiện ra. Do đó, với phương pháp này, các nhà khoa học mới tìm và xác nhận được duy nhất một ngoại hành tinh mà thôi. Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu những điều thú vị xoay quanh ngoại hành tinh và những phương pháp để phát hiện ra chúng. Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để đón xem những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!